xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh The Make.A.Holics với Linh nhé. Chủ đề của video hôm nay là unboxing Generation Beauty Goodies Bag. Như các bạn đã xem hay là theo dõi ở trên video của mình thì cách đây tầm gần 2 tuần thì mình có đi Generation Beauty với em Trang của Trang Makeup, bạn Trinh của Trinh Phạm và bạn Ly của Pretty Much Channel. Và bọn mình đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Khi mà bạn đi Generation Beauty thì bạn có một cái tờ giấy như thế này gọi là Generation Beauty by Ipsy Passport to Beauty. Và nó chỉ là một miếng giấy bình thường thôi, nhưng trong miếng giấy đó thì có tên của tất cả các hãng. Và tất nhiên là bọn mình đã xé ra gần hết những cái hãng hay những gian hàng bọn mình đi qua. Thì bạn chỉ cần xé từng cái miếng nhỏ nhỏ như thế này. Và ví dụ như đây là của Benefit thì bạn chỉ cần khi mà bạn đến gian hàng thì bạn sẽ dơ cái phiếu này ra và bạn sẽ nhận được một cái quà kiểu deluxe sample gì đấy tương tự. Ngoài ra thì ở chỗ này thì nó thực ra nó có hai cái, nó gọi là Generation Beauty Goodies Bag. Một cái là Saturday Goodies Bag là túi quà vào ngày thứ bảy, và một cái là Sunday Goodies Bag là túi quà cho ngày chủ nhật. Và thực ra trong cái đống này thì là hai túi goodies bag ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Ngoài ra thì còn mấy cái thứ lặt vặt như mình nói là mình đi ở từng gian hàng, thế mình đã thảy hết vào cùng một chỗ, thế mình cũng sẽ unboxing cùng luôn. Và một vài cái thứ nữa thì là những cái đồ mà mình win được thắng ở trong cái Generation Beauty Big Bag của bạn Ly. Đây là hai cái túi chứa tất cả những cái đồ mà mình đã có từ Generation Beauty tổ chức bởi Ipsy năm 2015. Và chắc là mình sẽ đi qua với cái túi này trước nhé. Đây là túi của Dior. Hãng này cũng bắt đầu đang nổi tiếng. Những cái hãng mà đi Generation Beauty đều là những hãng một vài thì đã nổi tiếng sẵn rồi, và một vài thì kiểu đang lên và chắc chắn là sẽ nổi tiếng trong vòng tầm 1-2 năm tới thôi. Thì đầu tiên là cái túi này của Joey nhá. Đầu tiên thì sẽ là một cái bút kẻ mắt lâu trôi. Trong này thì có cả một cái gò bút chì và một cái bút kẻ mắt. Bút kẻ mắt này như kiểu là màu da người ấy, màu nút nút ấy. Cái sản phẩm thứ hai thì cũng là một cái bút kẻ mắt y như của cái vừa rồi, nhưng mà hình như là màu khác, kiểu là màu xanh tím vậy. Bên trong thì thực ra còn khá là nhiều thứ nữa để mình moi ra nhé. Bên trong thì có một cái son, thỏi son, chắc là thỏi son bóng màu coral. Thì có rất là nhiều những cái vòng cổ cũng như là nhẫn đấy, và một miếng bia kẹp sách. Và cuối cùng là một cái kẹp mí mắt bằng nhựa. Tiếp theo thì đây là cái cây chổi của It Cosmetics. Chổi của It Cosmetics thì cực kỳ là mềm luôn ấy, kiểu nói chung thích cực. Và chổi này thì có hai đầu, có tên gọi là Heavenly Luxe Complexion Perfection. Chổi này thì đầu này gọi là All Over, còn đầu này là Conceal. Sẽ sử dụng để che đi các phần khuyết điểm. Và chổi này thì bạn có thể dùng làm phấn phủ, hoặc là kể cả mình nghĩ là sử dụng được thành kem nền, giống như kiểu dạng multi-function chổi đa chức năng được. Đó là lúc mà bọn mình ở quầy It Cosmetics thì là bọn mình đổi cái phiếu bé bé như mình đã nói, thì được cái túi như thế này của It Cosmetics. Nó gọi là Top 5 It Cosmetics Best Sellers. Thì trong này có 5 sản phẩm kiểu như là nổi nhất của It Cosmetics. Cái Tightline Full Lash, hình như nói chung là một cái cây kẻ mascara mà bạn có thể sử dụng sát hẳn vào mí mắt được. Hai là một cái bút chì kẻ mắt không trôi và chống thấm nước cả ngày. Thứ ba là một cái CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream. Đây là một sản phẩm CC Cream của It Cosmetics. Cái này thì tính 12ml liền, nên mình nghĩ là cũng khá là nhiều để cho mình sử dụng thử. Và tiếp theo là Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. Thì cái này là kem che khuyết điểm, che phủ dạng cao dành cho vùng ở dưới mắt. Bây giờ mình thấy có 4 sản phẩm, không biết cái sản phẩm nữa nó rơi ở đâu rồi. Soho Retractable Kabuki Brush. Đây là một cái cọ Kabuki Brush của hãng Soho Natural. Hãng này thì mình cũng nghe khá là nhiều, một vài lần từ chị Michelle Phan, nhưng mình chưa bao giờ dùng thử cả. Đây là Dermae Purifying Toner Mist, là một cái toner dạng xịt của hãng Dermae. Moroccan Oil, kem hand cream, kem môi tay dưỡng ẩm. Em Chan thì đã win thắng được cái sản phẩm dưỡng tóc Argan Oil của Lee, và cái đấy thì mình cũng rất là muốn, bởi vì tóc mình cũng dài không kém gì tóc của Trang luôn ấy, nhưng mà số xui win không trúng như các bạn đã xem. Ôi, hand cream những tận 75ml. Mình xem là có mùi gì nhá. Hand cream to, rất là to. Mùi nó hơi nồng, hơi nhiều kiểu mùi nước hoa một chút. Của Chlorine, cái hãng này thì là của Pháp. Hình như ở mọi người nhà cũng có dùng một vài sản phẩm của Clarins rất là nhiều. Và đây là cái dầu gội khô. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo của Marc Anthony True Professional. Đây là có tên gọi là Oil of Morocco Argan Oil. Cái này thì là sản phẩm xịt tóc, sản phẩm của Eva NYC. Sản phẩm này là Forget Me Not. Tức là khi mà bạn bị rối tóc ấy, nó như kiểu nó chơi chuỗi. Dry conditioner, dầu xả, dầu dưỡng tóc dạng xịt. Cái này cũng là mình win thắng của Lee được này, và cũng cùng một hãng Eva NYC. Cái này thì là Speed It Up Blow Dry Spray. Kem xịt tóc khi mà bạn sử dụng những cái máy làm phân hay là gì đó, mà mình rất là thích cái mùi này, nó rất là thơm. Cái này thì là một cái Deluxe Sample Mascara Real của Benefit Cosmetics. Sản phẩm này thì chắc là các bạn cũng đã nghe qua rất là nhiều. Tiếp theo là một cái lọ sơn móng tay full size của Formula X. Formula X thì hãng này có bán ở trong Sephora, và hình như là tầm 8 hay 10 đô gì đấy một lọ thì phải. Màu này thì là màu Pyrotechnic. Trên tay mình thực ra hiện giờ cũng đang sử dụng màu của Formula X là màu này. Mình cũng lấy được từ Generation Beauty, nhưng mà là đổi cái phiếu nhỏ nhỏ ấy. Màu này cũng là của hãng đấy và là màu Obsessed. Và mình hẹn bóng đánh ở trên đây, nhưng mà hôm nay móng tay của mình rất là ghê, bởi vì mình chưa đánh lại, và thực ra mình chưa có thời gian để đánh lại trước khi làm video. Thế nên là mong các bạn thông cảm nhé. Belif The True Cream Aqua Bomb, hãng này là của Hàn Quốc, và hiện tại Sephora bên Mỹ đang rất là lăng xê các thể loại K-beauty. Của Belif có tầm bao nhiêu 10ml sản phẩm, nói chung là khá là nhiều, và mình cũng có thử ngay ở quầy hàng và mình thấy rất là thích. Nó có chất gel như thế này, khá là mỏng, phù hợp hơn so với da dầu, và hãng còn có một cái lọ như thế này nữa nhưng mà dạng cream, phù hợp hơn cho kiểu da khô hay là da thường, và nó tán rất là nhanh và độ ẩm thì có lẽ cũng rất là nhiều ấy. Sample của Makeup Forever Mascara Smoky Extravagant, một cái CC cream với độ SPF 20 của hãng Cargo, dòng HD. Sau là một sản phẩm của Skin Inc. Hãng này thì được bán ở trên Sephora bên Mỹ. Pure Revival Peel, chắc là một cái sản phẩm lột da chết hóa học gì đấy. Trong cái vé đổi của mình, và khi đổi thì các bạn nix cho được mỗi một cái gương như thế này. Và bọn mình đã nghĩ là nix thật là keyboard, vì hầu hết các gian hàng khác thì đều cho kiểu đứng hát hò thì được hẳn cầm cái cọ, hay là mấy sản phẩm kiểu dạng đi lắp size là nhỏ như thế này. Phấn má không trôi, chống nước, water resistant. Cái sản phẩm này thì là màu gì đây? Màu này gọi là màu Lost Cabos, là một cái sản phẩm ở trong cái túi ngày hôm thứ Bảy của Generation Beauty. Sản phẩm này thì là của Tarte Cosmetics Brazilians, và cái sản phẩm này là sản phẩm kem bôi cho mặt và người self tanner, tức là tự làm nâu da. Son bóng của hãng Molly, màu này là màu Delish. Một cái chổi của hãng Crown Cosmetics, là Black Concealer, là một cái chổi để che phủ khuyết điểm Cũng là một cái của Molly. Cái này thì là có tên gọi là Evercolor Starlight Waterproof Liner, sản phẩm của Laura Geller. Hãng này thì cũng bắt đầu khá là nổi tiếng bên Mỹ. Mình thấy có bán cả trên Nordstrom.com nữa. Và đây là một cái dạng son cây bút chì Plum Freeze, là một cái màu mận. Một lọ của Temtu thì gọi là Highlighter Champagne Shimmer. Cuối cùng ở trong cái túi này là NYX Whipped Lip and Cheek Shuffle. Sản phẩm này có thể dùng được cho cả má lẫn cả môi, và màu này là màu Coral. Thế là mình đã xong túi thứ nhất nhé. Ok, bây giờ thì sẽ là cái túi thứ hai, là túi của ngày Chủ nhật. Tiên mình tóm được là hai cái hộp, là hai cái tuyếp to đùng này của hãng Marc Anthony True Professional. Đây là dầu gội và dầu xả, dùng rất là tốt. Mình với cả em Trang và mọi người dùng, và nó rất là mềm, kiểu sáng hôm sau dậy tóc kiểu thấy mềm hẳn ra luôn ý. Với cả nó có mùi dừa nữa. Sữa rửa mặt dạng bọt của Dermalogica dòng Clear Start. Thì một cái là toner, cái lọ này là toner, còn cái này thì như là kem bôi trị mụn. Tối thì cho mình ơi làm cái chổi, không thấy nó như là của hãng gì cả. Thực là không biết cái này mình có được từ hãng nào và từ đâu của Generation Beauty. Dermae, cái này là có tên là Purifying Daily Detox Scrub. Đây là theo trong túi là một lọ dầu xì dưỡng ẩm của hãng NUX. Hãng này thì là của Pháp, và mình chắc chắn là nó cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi. Chỉ tiếp theo lại là một cái dầu gội khô của hãng Chlorine, nhưng mà dạng travel size, rất là phù hợp để khi mà đi du lịch và tóc bẩn thì có thể mang ra xì xì xì. Sau là một sản phẩm của hãng Bliss, hãng Gloss Love, màu Ready for More, một màu kiểu đỏ đỏ. Cái dry shampoo khác, cái này thì của hãng Eva NYC, cũng rất là bé bé xinh xinh. Nói một cái thỏi sunglass màu hồng rất là yêu yêu. Một cái hộp y chang như cái hộp của túi thứ 7 của hãng Belif. Volume Mascara của hãng Essence. Hãng này hình như có bán ở Ulta của mình. Mình nghĩ là đọc là Tristic. Hãng này thì kiểu các thiết kế đều kiểu dạng cái bút chì mini shadow crayon. Tiếp tới là Baked Gelato Vivid Swirl Blush, màu papaya, xoắn xoắn tròn tròn như này, trông siêu yêu luôn ý. Ăn Elizabeth and James Nirvana for Her là Roller Ball, mỗi cái thì có 7 ml, thế là mình có 14 ml. Mọi người sau khi đi chơi về và mình thích cái mùi của màu trắng hơn, nó như kiểu mùi cherry. Mình thích mấy cái thể loại kiểu này hơn. Nhưng mà nói chung là mình rất là vui khi mà mình có hai cái lọ Roller Ball này của hãng Elizabeth and James. Mình sẽ cầm lên luôn cả thể. Trong túi thì hết sạch rồi, không còn gì nữa. 3 cây liquid lipstick của hãng Ofra Me Fever kết hợp cùng Caitlin Light. Màu này thì mình cũng đã có search ở trên Instagram. Hãng Ofra cùng với bạn Caitlin Light cũng đã thông báo là họ sẽ relaunch cái màu Miami Fever rất là nổi tiếng. Là hai cái son liquid lipstick, long lasting liquid lipstick khác của Ofra. Một cái là màu Venice, cái thứ hai là màu Old. Mình sẽ làm luôn một cái Sephora haul nhỏ nhỏ. Phẩm đầu tiên là Anastasia Beverly Hills Brown Wiz. Và khi mà mình ở Generation Beauty thì đến ngày hôm thứ 7, lúc mình vặn mãi lên không thấy gì, chỉ thấy kiểu tạch tạch như thế này và nó đã hết sạch. Thế là mình đã phải đi ra Sephora để mua một cái mới, bởi vì mình thấy thực sự là nó rất là thích và kiểu mình bị nghiện cái brown wiz này của Anastasia ấy. Và lần này mua thì mình mua màu dark brown. Mình cũng đang dùng, nó có vẻ hợp với màu da màu tóc của mình hơn. Đây là cái brown wiz thứ hai mà mình sử dụng. Cái gì mà mình đã phải mua 2 lần, tức là mình rất là thích đấy. Mình đã chọn một cái mini size Benefit Mascara Roller Lash. Cái này thì rất là nổi tiếng bởi nó có thể làm cong lông mi rất là nhiều. Và bởi vì mình mua cái bạn Roller Lash này là bởi vì hôm đấy em Trang Makeup cũng dùng cái này và mình thấy lông mi của nó rất là cong, với cả nó cũng không bị lem. Sử dụng từ ngày hôm đó một vài lần và hôm nay mình cũng sử dụng nữa. Lông mi kiểu rất là cong luôn ấy. Mình nhận ra là nếu mà mình phủ phấn kiểu kiềm dầu ấy ở dưới mắt như thế này thì nó sẽ không bị lem, nhưng mà những ngày mà kiểu mình không thích phủ phấn cho lắm thì nó sẽ bị lem. Mình thực sự rất là thích cái Benefit Roller Lash này bởi vì nó làm cong mi rất là chuẩn luôn ý. Lông mi của mình nó kiểu vừa cong vừa dài hơn bao nhiêu mà mình không hề sử dụng cái kẹp mí một chút nào đâu, và nó cũng giữ được độ cong khá là lâu. Và sản phẩm cuối cùng mình mua hôm đó Sephora là NARS Radiant Creamy Concealer. Sản phẩm này thì mình cũng đã mua từ tháng 4 và cuối cùng thì mình cũng đã dùng hết. Hôm nay chỉ còn một tí tẹo thôi, mỗi lần mình dùng mình kiểu phải móc ra rất là kỹ, nên là mình đã quyết định mua lại một cái full size của NARS Radiant Creamy Concealer màu Custard. Mình dùng đều là màu Custard hết nhé. Và một cái kem che khuyết điểm rất là ưa thích của mình. Mà xét ở trên phương diện kiểu hơi khách quan một chút thì có thể gọi bạn Maybelline Fit Me là dupe của bạn NARS, nhưng thực sự nếu mà bạn đã dùng cả hai sản phẩm trong một thời gian dài thì như mình đã nói ở video trước thì thực sự là không nên so sánh hai bạn này với nhau lắm. Chúng nó chỉ là dupe của nhau về cái hơi cái thiết kế một chút thôi, chứ còn về cái chất kem hay là độ che phủ của kem che khuyết điểm của bạn Maybelline Fit Me Concealer và NARS Radiant Creamy Concealer thì thực sự là hoàn toàn khác nhau. Với việc che khuyết điểm cho kể cả quầng thâm mắt hay là tất cả các nốt thâm và đặc biệt là những cái vết thâm đậm ấy, thì mình khuyên mọi người nên mua NARS Radiant Creamy Concealer hơn. Nếu như mà bạn muốn mua một cái sản phẩm concealer đó là high end. Vậy là mình đã giới thiệu qua 3 cái sản phẩm haul mà mình mua ở trong Sephora. Mình đã còn một cái nữa mình sẽ cố nhét nó vào trong video này nhé. Nhưng mà lần vừa rồi mình đã rất là may mắn và mua đúng vào dịp nó discount, còn có 19 đô một sản phẩm thôi thay vì 139 đô. Cây uốn tóc của NuMe. Cái cây uốn tóc này là dòng Classic One 25mm. Mình đã sử dụng ngày hôm nay cũng như là những cái ngày mình ở Generation Beauty. Rất là thích cái sản phẩm này của NuMe bởi vì nó làm nóng rất là nhanh. Cái thứ hai là nó giữ được tóc xoăn lâu hơn. Điều này thì mình rất là cần bởi vì tóc mình nó duỗi cực kỳ nhanh luôn ý. Và cái sản phẩm này thì giữ tóc mình giữ được nếp tóc khá là lâu cả ngày luôn, và có khi tới cả ngày hôm sau nếu mình. Cái uốn tóc này của NuMe thì rất là thích, thế nên mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn ở trong video này. Sẽ kết thúc video tại đây nhé. Hãy comment cho mình phía dưới khi nếu mà bạn xem video và thích video này. Bạn có bất cứ yêu cầu gì cũng hãy comment hết về phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này của Linh nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào trong các video tới. Bye bye. Giveaway time. Do Ly đã mang quá nhiều đồ về nên mình không thể gửi những đồ từ Generation Beauty về được. Mặc dù vậy thì mình có gửi kèm được một chút quà giveaway nho nhỏ dành cho các bạn. Một bạn duy nhất sẽ may mắn nhận được phần quà này nhé. Thể lệ tham dự có trong phần thông tin phía dưới. Giveaway sẽ kết thúc vào cuối ngày 28 tháng 10 tại Việt Nam. Đổi đa chức năng được. Các bạn đã thấy đây, mình